Xin kính chào quý vị và các bạn. Để giảm tải ùn tắc cho nút giao thông Pháp Vân, hạn chế phương tiện đi qua nút giao, Hà Nội sẽ triển khai xây dựng tuyến đường nối Pháp Vân Cầu Rẽ với đường Vành Đai 3 với tổng mức đầu tư trên 2.500 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có phê duyệt chỉ giới đường đỏ, tuyến đường kết nối đường Pháp Vân Cầu Rẽ với đường Vành Đai 3 tỷ lệ 1 trên 500. Theo phê duyệt, tuyến đường có chiều dài khoảng 3,8 km, có điểm đầu giao với đường Pháp Vân Cầu Rẽ ở nút giao Tứ Hiệp, điểm cuối giao với đường Vành Đai 3 thuộc địa phận quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Về quy mô mặt cắt ngang đường, tuyến đường rộng 60m, gồm giải phân cách trung tâm 3m, hai lòng đường chính mỗi bên rộng 10,5m, gồm có 6 làn xe, hai giải an toàn rộng 0,5m, lòng đường gom hai bên mỗi bên rộng 7m, hai giải phân cách mỗi bên rộng 2,5m. Và vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 8m. Tại các tuyến đường giao với đường vào cảng Khuyến Lương và đoạn đấu nối với đường Vành Đai 3, thành phần lòng đường chính được bố trí trên cầu cạn với quy mô 17,5m. Thành phần đường bên dưới gồm lòng đường hai bên mỗi bên rộng 10,5m, gồm có 6 làn xe, hai giải an toàn rộng 0,5m, hai giải phân cách lòng đường với cầu cạn rộng 2,25m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 8m. Tuyến đường có hai nút giao thông chính gồm nút giao Tứ Hiệp xây dựng dạng bán hoa thị và nút giao với đường Vành Đai 3. Mục tiêu đầu tư dự án là nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho khu vực nội thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và khu vực phía Nam, Đông Nam trung tâm thành phố.